tại tập đoàn kim vĩ đã đến lúc này rồi sao giai long còn chưa về điện thoại hỏi xem có chuyện gì không biết rồi ngụy tổng cha chúng ta tính sai rồi thằng nhóc lâm giật còn mạnh hơn chúng ta tưởng con không phải là đối thủ của tên đó sao có thể chứ cậu ta là dựa vào mối quan hệ mới được thăng chức trình độ sao có thể cao hơn con chứ chúng ta đã đoán sai lâm giật không phải là dựa vào mối quan hệ mà là dựa vào thực lực của bản thân để lên làm tổ trưởng tổ một đấy cậu ta vậy mà lại được rồi Chuyện này tạm gác lại, chuyên gia Lương đã tới rồi, nếu con không sao thì cùng đi với cha, ý kiến chỉ đạo của cô ấy có tác động quyết định đến dự án của chúng ta. Được ạ, à, con nghỉ ngơi một xíu, rồi đi thay quần áo liền. Khi gặp chuyên gia Lương, phải cư xử lễ độ, thận trọng một chút, con và chuyên gia Lương cùng độ tuổi, nếu tạo được ấn tượng tốt. Biết đâu còn cơ hội nào đó, cô ta và con cùng độ tuổi à, chỉ nhỏ hơn con mấy tuổi thôi, người đứng đầu tập đoàn Hoa nhuận chính là mẹ của cô ấy con thử nghĩ xem thế lực của lương ra lớn đến mức nào nếu như có thể phát sinh quan hệ cho dù là với con hay là cả ngụy gia chúng ta thì đều có lợi ích rất lớn chuyện này không thể gò ép được nếu như đối phương là người rất xấu con cũng không thể nào làm được đâu câm miệng đây là yêu cầu của cha con phải làm cho bằng được biết rồi ạ à, tại khách sạn anh lâm chiều nay anh bận à có một người bạn đến dư hàng chiều nay tôi phải đi đón cô ấy vậy tôi đi trước đây đợi anh làm xong việc thì lại tới tìm anh được rồi, cô đi làm việc của mình đi, đừng lãng phí thời gian với tôi. Nhược hư, tới đâu rồi, anh qua đó tìm em. Đến trung tâm thành phố rồi, nhưng có hẹn ăn cơm với người khác ở đây, anh đến đợi em ở cửa khách sạn Giang Nam Xuân nha. Được, tại khách sạn Giang Nam Xuân, cảm ơn Ngụy Tổng rất nhiều về buổi chiêu đãi hôm nay, chuyên gia lương khách sáo rồi. Ngoại hình và vóc dáng này, phải nói là tuyệt sắc giai nhân nha, ngay cả những ngôi sao giải trí cũng không thể so sánh được với cô ấy. Chuyên gia lương, chuyện dự án thì tạm như vậy đi, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ sắp xếp kế hoạch, rồi đến Trung Hải một chuyến, chúng ta nói kỹ hơn về chuyện này. Được, chuyên gia lương, cô vất vả đến đây một chuyến, để con trai tôi dẫn cô đi dạo, thưởng thức phong cảnh nơi này. Không cần phiền ngụy đại thiếu đâu, chiều nay tôi có hẹn với bạn rồi. Cậu tới đây làm gì? Con mẹ nó, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Có chuyện gì vậy? Chuyên gia lương, trước đó chúng tôi có chút rắc rối, cậu ta đã đưa em trai tôi vào trại giam rồi em trai anh sao, có phải người đó tên là Ngụy Giai Hàng không? Đúng, Giai Hàng chính là em trai tôi, không ngờ chuyên gia lương lại biết em ấy. Bởi vì chính tôi đã cho người đến bắt cậu ta, nên tôi có chút ấn tượng. Hả? Chuyên gia lương, lẽ nào là? Đúng vậy, là Lâm giật nhờ tôi giúp đỡ, dù sao thì anh ấy cũng là bạn thân nhất của tôi. Người tên Ngụy Giai Hàng đó đã phạm tội, phải xử lý nghiêm khắc, các người ôm hận, là các người sai rồi. Thấy chuyện này ồn ào đến thế, lại làm mất mặt các người nữa tôi cũng thấy ngại quá